Thời đại xã hội phát triển, đất nước hội nhập, vai trò tiếng Anh càng trở nên quan trọng và việc học tiếng Anh đang là nhu cầu của đối tượng học sinh, sinh viên. Nắm rõ sứ mệnh phát triển của mình, cộng đồng tiếng Anh iCrazy ra đời và hoạt động vì mục tiêu giúp cho 30 triệu người Việt Nam giao tiếp tiếng Anh tự tin. Với những hoạt động giáo dục đa dạng, năng động và đội ngũ giảng viên, nhân viên trẻ trung, hiện tại iCrazy đã và đang giảng dạy tiếng Anh cho hơn 1.000 sinh viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng trên khắp địa bàn Hà Nội, bằng phương pháp học tiếng Anh mới lạ mang tên Crazy English. Điểm đặc biệt của phương pháp này chính là luyện tiếng Anh cuồng nhiệt, say sưa qua những đoạn văn thú vị. Hình thức luyện ngữ âm độc đáo thông qua cử điệu bằng tay gọi là gesture và phương pháp ghi nhớ tiếng Anh theo phương châm 3 nhất, nhanh nhất, to nhất và rõ nhất. Và hiện tại phương pháp này đang chứng minh được sức hút. Học viên đến đây học không chỉ được học tiếng Anh mà còn được tiếp thêm động lực tinh thần trong cuộc sống. Tổ chức phát triển văn hóa và giáo dục iCrazy tự hào chia sẻ với các bạn sinh viên Việt Nam phương pháp học tiếng Anh Crazy English, một phương pháp học tiếng Anh đặc biệt giúp các bạn đột phá kỹ năng nói, tăng cường giao tiếp, tự tin, trôi chảy và dễ dàng chỉ trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Trong năm 2014, với mục tiêu hướng tâm tới cộng đồng, iCrazy mở rộng cơ sở trên khắp địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, thực hiện sứ mệnh cao cả của toàn tổ chức giúp 30 triệu người Việt Nam nói tiếng Anh tự tin, trôi chảy và dễ dàng. Khi tham gia lớp học tại iCrazy, học viên sẽ có cơ hội được trải nghiệm qua nhiều hoạt động thú vị. Hình thức học tập kết hợp giữa việc học và chơi, điển hình nhất là hoạt động dã ngoại săn tây tại bờ hồ. Hoạt động ngoài trời outdoor, hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh được tổ chức đều đặn mỗi tuần. Sau mỗi buổi hoạt động ngoại khóa thú vị này sẽ tạo động lực và truyền cảm hứng cho mỗi học viên để có thể nhanh làm chủ tiếng Anh. Khi trước thì mình có tham gia rất nhiều trung tâm tiếng Anh, nhưng mà thực sự thì tiếng Anh của mình cảm giác như là không tăng được nhiều. Nhưng từ ngày mình học tại iCrazy thì mình có phát triển tiếng Anh rất là tốt. Về cả âm, từ vựng và cả phát rất là nhiều nữa. Và mình cảm thấy là phương pháp Crazy English này rất phù hợp với các bạn trẻ. Sau gần 3 tháng luyện tập phương pháp Crazy English tại iCrazy thì đến bây giờ mình cảm thấy rất tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài bằng tiếng Anh. Sau 3 tháng học tại iCrazy, bây giờ mình đã làm chủ được hơn 50 đoạn văn vô cùng ý nghĩa và đặc sắc trong phương pháp Crazy English. Mình rất thích luyện ngữ âm trong các động tác tay là một cách luyện ngữ âm độc đáo nhất chỉ có trong Crazy English. Chắc chắn, với mục tiêu giúp cho 30 triệu người dân Việt Nam nói tiếng Anh trôi chảy, cộng đồng tiếng Anh iCrazy sẽ làm tốt sứ mệnh của mình, giúp cho nhiều người nói và giao tiếp tiếng Anh tự tin. iCrazy, let's conquer English to make Vietnam stronger!